Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về cái phương pháp nâng mông chải sệ. Thì trong cái nâng mông chải sệ thì đầu tiên chúng ta phải đi vào cái việc thế nào là chải sệ cái đã. Vậy thì chải sệ có nghĩa là nó làm cho cái phần mông tất nhiên là bị dài ra và làm cho chân ngắn lại. Như vậy làm cho dài ra và chân ngắn lại nằm ở chỗ nào? Toàn bộ mông nó là một cái khối mềm. Cho nên đã là cái khối mềm thì khi đứng các bạn sẽ thấy cái ngấn giữa mông đùi nó không còn cao, không còn trọn vẹn nữa. Và khi chúng ta mặc cái quần thì cảm thấy là nguyên một cái khối mỡ ở cái vùng mông nó bị đổ ra xuống. Nó làm cho cái vùng đùi không còn cái dáng thẳng, da không còn trơn láng nữa. Vậy thì trong những trường hợp đó chúng ta cần áp dụng cái phương pháp nâng mông chải sệ. Vậy nâng mông chải sệ có nghĩa là vừa làm cho cái mông nó có độ nhô lên và vừa khắc phục cái phần chải sệ đó. Thế thì khắc phục phần chải sệ đó, tôi muốn nhấn mạnh là nó có hai phương pháp. Một là chúng ta không sử dụng cái túi nâng mông, và hai là chúng ta sử dụng túi nâng mông kết hợp với lại loại bỏ cái phần mỡ bị đổ xuống ở ngấn mông đùi. Trường hợp thứ nhất là trường hợp sử dụng túi nâng mông, có nghĩa là chúng ta đưa cái mông cho có độ cao lên, có nghĩa là cái nếp lằn mông ở phía trên khi chúng ta đưa cái túi vào chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó nhô lên cao khoảng 4 cm. Và khi chúng ta đưa cái mông lên cao 4 cm đó thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự đổ chảy xệ xuống của cái nếp, hay còn nói cách khác là của cái ngấn mông đùi. Vậy thì khi chúng ta đưa cái mông lên cao với cái túi thì cái phần ngấn mông đùi đó chúng ta sẽ hút loại bỏ cái phần mỡ đó đi. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta không sử dụng cái túi nâng mông. Thì trong trường hợp này chúng ta vẫn phải để một lớp mỡ mỏng ở bên dưới làn da của cái vòng ba. Và cái ngấn mông đùi đó, bên cạnh cái việc hút loại bỏ cái phần mỡ đó, chúng ta còn có cái sợi chỉ xuyên qua hai cái gai chậu trước trên đây, vòng xuống cái ngấn mông đùi để chúng ta kéo hẳn cái vùng đó lên. Đối với những người ăn lô sắc xong thì còn một cái kỹ thuật nữa trong trường hợp làm cho mông nó đừng có chảy sệ, đó là người ta dùng một cái đường cắt, một cái đường mổ cắt ngang cái phần lưng mà ngay trên cái xương chậu để loại bỏ cái phần da đó và kéo hẳn lên. Thế nhưng ở người A Đông của chúng ta thì cái sẹo nó không đẹp bằng cái người da trắng được. Vì vậy chúng ta không áp dụng phương án này. Nhắc lại với các bạn là trong cái trường hợp mông nó bị chải sệ nó có nhiều lý do, mà đặc biệt là với người A Đông của chúng ta, xương thì nhỏ mà khối thịt đó thì nó lại to, cho nên nó rất dễ gây chải sệ. Và vì vậy chúng ta sẽ có hai phương án để áp dụng cho cái phần nâng mông chải sệ. Một là chúng ta loại bỏ cái ngấn mông đùi đó kết hợp với đặt túi mông. Hai là chúng ta phủ một cái lớp mỡ ngay dưới cái vùng mông kết hợp với sử dụng chỉ để kéo lên. Thì đó là hai cái phương pháp áp dụng chính nhất cho cái việc nâng mông chải sệ. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.